tết nhẹ cho anh em tham khảo quay là một phút một thái bơi nó đủ xem nha. Em ru nhẹ nha để cho anh em đi. Rồi chào anh em quay với ít nha, giới thiệu cho anh em tham khảo làm cái nồi thái ăn tết này. Xe đang bị tình trạng là chạy tuột nồi hú nồi nha, em sẽ quyết hai bệnh luôn, một bệnh là tuột nồi bệnh hú nồi ha. Rồi cho anh em tham khảo mình cái nồi cũ sơ qua để cho anh em nắm cấu hình trước nha. Đây là cái nồi thái bên em ha. Rồi, còn đây cái nồi cũ nè, cái nồi cũ đang bị tình trạng là chạy nó bị tuột nồi ha, tuột nồi và hú nồi nha. Đây phần cái nồi cũ đang bị tình trạng là có dán bố rồi, đi bố dán mau tuột nồi đó ha. Đây chuông bị dớt mỏng nè và nhâm bị hú nha. Đó phần cái bố nè đang đi cái bố dán nè, bố dán bị mòn chai lì bố nha. Đó bố dán nè. Rồi phần cái chuồng heo nồi sau nè, chuồng heo nồi sau bị hú chuồng heo rồi, hú hư chuồng heo nha. Đó chạy rất khó chịu ha. Phần cái bố sắt ha, bố đang bị tình trạng là mòn chai bố lì bố ha, không còn cái đồ bám nữa, tuột nồi lì nồi nha. Sắt thì mòn nhẵn ha, không còn đồ bám nè. Rồi cấu hình thì em sẽ đi lại chủ xe là combo full thái luôn, lò xo thì lúng xẹp rồi không còn đồ bung nha. Rồi cho anh em coi cấu hình cái nồi thái bên em nè, em sẽ đi là cặp trong hú mới vô xe ha. Đó phun một nồi mới vô xe luôn, một cái chuông nồi như thế này trắng đẹp xe, phun trong hú nhỏ nha. Đó và phần cái chuồng heo nồi sau phun trong hú lớn ha, bao hú cho anh em. Đó phần này là cấu hình là đồ dinh thái ha, em bền nha, không hú ha. Em đi xe combo full là bốn nó bố nồi dinh thái nè. Đó em đi là bố thái bạn lớn nha, 1, 2 bố ha, bốn bố dinh thái lớn, đi sắt dinh thái combo là ba lá trắng đẹp cho anh em ha, ba sắt nồi dinh thái nè. Rồi phần cái bố nồi trước là thay nguyên cái bộ bố bát càng nồi trước bố mới nè, 1, 2, 3 đi phun bố ở chỗ xe luôn, đi kèm lại cho anh em là phun là bốn lò xo nồi mới ha. Đó bao bốc nhẹ xe mà không hú nha. Anh em mà muốn lên combo bộ nồi thái với dòng quay ZX thì ghé bên Độ Xe Việt Nam, bên em mà chuyên làm nồi làm máy nâng cấp máy với dòng quay ZX nha. Rồi em chào anh em. Rồi chào anh em quay ZX, giới thiệu cho anh em tham khảo về nồi làm của nồi thái. Đầu tiên mình cho phần cái lá bố này, phần cái đế nồi nha. Combo nó gồm có là bốn bố, ba sắt và bốn lò xo nồi, đáp đúng chiều hơi chiều con nằm dưới, còn có chiều bán nằm trên, thành cho bốn lò xo nồi vô. Lò xo thì nó có hai chiều ha, anh em để chiều lớn nằm dưới nha, còn có chiều nhỏ nằm trên. Tiến hành mà ép nồi vô, mà ép nồi gồm có là bốn chân ha, bốn chân bốn tán xiết đều bốn con nha, anh em nhớ định tâm lò xo nồi luôn ha. Rồi tiến hành cho phần cái bộ nồi sau với lại cái chuông nồi trước vô nè ha. Đó tới phần công bố bát càng nồi trước vô, tới phần cái lồng đền chặn phe nè, lồng đền outside tán nồi trước, và phần cái nồi sau sẽ gồm có lồng đền dày và tán nồi sau nha. Rồi em tiến hành bắn cái nồi trước ha, bắn nồi trước bắn nồi sau. Rồi sau đó em sẽ tiến hành là siết bắn nhớt nè, lắc kê lại lồng đền chặn phe cho anh em ha. Rồi sau khi em lắc kê lại toàn bộ cái lồng đền chặn phe nồi trước, tiến hành là cho phần cái nắp lồng nhớt ly tâm vô, đó gồm có ba con tán siết đều ba con nha. Đó em siết đều ba con tán, siết nắp lồng ly tâm. Anh em lưu ý là siết đều ba con tại giữa nó có miếng răng để chặn nhớt nha. Đó siết không kỹ nó sẽ bị tẹt nhớt ra ngoài ha. Rồi sau nó hành cho phần cái bạch đạn nồi sau với cái cò muỗng vô nữa, sẽ ụp lốc nồi và test cho anh em luôn. Cấu hình full thái ha, dành qua ZX nha, êm bền nhẹ nhàng ha. Test nhẹ cho anh em tham khảo quay là một phút một thái bơi nó đủ xem nha. Em ru nhẹ nhàng để cho anh em đi chơi Tết nha, quá sướng luôn ha. Đó bao chạy bốc nhẹ xe hết hú luôn ha, xe nó chê nó vừa yếu vừa hú nha. Đó em lại cái nồi dinh thái này ha, em ru nhẹ nhàng ha. Cái nồi cũ là cái nồi bố dán nồi độ nha, đó chạy vừa yếu vừa hú nha, làm là cái nồi thái vừa êm vừa bốc vừa bền ha, quá sướng luôn. Đó Tết này tha hồ đi chơi Tết đó, em làm là bao cho anh em luôn, chạy bốc nhẹ xe êm bền lâu dài 5 tháng nha, nó 50 năm là ok. Đó quá đã, full bộ nồi thái dành chiếc quay ZX nha. Đó anh em mà muốn làm nồi làm máy cấp máy thì ghé bên em, bên em mà chuyên làm nồi làm máy nâng máy dòng quay ZX nha, chạy bốc êm bền nhẹ nha. Đó test thử để cho anh em cảm nhận thực tế luôn, đó làm xong là phải test thử cho anh em đó, để cho anh em yên tâm anh em chạy nha. Đó. Rồi em sẽ viết cái hóa đơn nè, phiếu hành đầy đủ ha, để cho anh em chạy nha, trong thời gian bảo hành nó làm miễn phí ha. Rồi cảm ơn anh trai quay ZX rất nhiều.